Chính sách đảm bảo an toàn cho trẻ em. Chính sách đảm bảo an toàn cho trẻ em là những quy định để đảm bảo tổ chức cứu trợ trẻ em là tổ chức an toàn cho chúng mình và đảm bảo chúng mình được thực hiện đầy đủ quyền trẻ em. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em là những người dưới 18 tuổi. Chính sách sẽ giúp bọn mình hiểu, phát hiện và biết cách xử lý các hành vi xâm hại, cũng như giúp mọi người có cách cư xử phù hợp với bọn mình. Xâm hại trẻ em bao gồm bất kỳ điều gì do bất cứ ai thực hiện có nguy cơ gây hại hoặc khiến chúng mình mất đi cơ hội phát triển an toàn và lành mạnh. Có 5 hình thức xâm hại: xâm hại thân thể, xâm hại tình dục, xâm hại tinh thần, xâm hại sao nhãn, xâm hại bóc lột. Xâm hại thân thể là các hành động bạo lực, cố tình hoặc vô tình khiến chúng mình bị thương hoặc cảm thấy đau đớn. Xâm hại tình dục là khi một người nào đó lôi kéo chúng mình tham gia vào hoạt động tình dục bằng cách sử dụng quyền lực để ép buộc hoặc lợi dụng lòng tin. Xâm hại tình dục bao gồm tất cả những hành vi tình dục động chạm hay thậm chí không động chạm. Xâm hại tình dục trẻ em bao gồm ép buộc trẻ em xem nội dung tình dục, làm phim, ảnh có tính chất xâm hại trẻ em, ép buộc trẻ em quan hệ tình dục hoặc tham gia vào những hành vi tình dục với trẻ em hoặc người lớn khác. Xâm hại tinh thần là khi bất kỳ ai dùng lời nói, hành động khiến chúng mình cảm thấy buồn, sợ hãi hoặc bị xúc phạm. Xâm hại sao nhãng nghĩa là khi chúng mình cảm thấy không được quan tâm, không được yêu thương, bị bỏ mặc. Chúng mình không có đủ cơm ăn, áo mặc hoặc chỗ ở phù hợp. Chúng mình không được đưa đi khám, chữa bệnh hoặc người lớn tự cho chúng mình uống thuốc khi chưa được bác sĩ cho phép, thiếu sự theo dõi của người lớn. Chúng mình có thể bị thương do tiếp xúc với những vật gây hại và có nguy cơ bị xâm hại hay bạo lực bởi người khác. Xâm hại bóc lột là khi ai đó bắt chúng mình làm những công việc quá khả năng mà đáng lẽ người lớn phải làm, là khi ai đó lừa gạt, dụ dỗ, đe dọa chúng mình vào hoàn cảnh bị bóc lột sức lao động hoặc bóc lột tình dục, kể cả khi chúng mình đồng ý. Trẻ em có thể bị xâm hại bởi nhiều hơn một hình thức và bởi bất kỳ ai, không kể độ tuổi hay giới tính. Tất cả các hành vi xâm hại trẻ em đều bị coi là vi phạm quyền trẻ em. Việc xâm hại trẻ em là không thể chấp nhận được. Cam kết của tổ chức cứu trợ trẻ em bao gồm 4 yếu tố: nhận thức, phòng ngừa, báo cáo, hành động. Tất cả các đối tượng tham gia chương trình của tổ chức hiểu về xâm hại trẻ em và những nguy cơ đối với trẻ em. Tất cả những đối tượng tham gia chương trình của tổ chức sẽ không làm những việc gây tổn thương tới các em. Tất cả các đối tượng tham gia chương trình của tổ chức biết cách báo cáo khi phát hiện trường hợp xâm hại trẻ em. Tổ chức cứu trợ trẻ em sẽ có hành động để hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại và bóc lột. Khi có câu hỏi hay băn khoăn, hãy nói chuyện với những người lớn mà em tin tưởng. Luôn nhớ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, đường dây nóng của tổ chức cứu trợ trẻ em 0914 687 675.